Vâng, thưa quý vị, trong phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi xin được đề cập đến một câu chuyện đang gây hoang mang và lo lắng cho tất cả những người tiêu dùng trong xã hội những ngày vừa qua. Chắc hẳn là một người nội trợ như chị Khánh Phương thì chị cũng khá là quen thuộc trong việc là với cái đời sống tất bật và nhộn nhịp bây giờ thì việc mà chúng ta đôi khi sử dụng những cái thực phẩm mà có chứa trong những cái vỏ hộp nhựa để mà sử dụng ăn nhanh là một cái điều tất yếu đúng không? Gia đình chị như thế nào, có thường xuyên sử dụng những cái loại thực phẩm này không? Thật ra thì gia đình Khánh Phương rất là hạn chế việc sử dụng những cái loại thức ăn nhanh và nhất là những cái loại mà thức ăn đóng hộp. Vì thực ra trên thị trường hiện nay có rất là nhiều những cái nhãn hàng, rồi tức là có rất là nhiều những cái loại hàng khác nhau. Thực ra mà nói có rất là nhiều những cái đơn vị uy tín, nhưng bên cạnh đó cũng có những cái đơn vị mà kém chất lượng, hoặc là họ cũng làm việc có tâm đấy nhưng mà không kiểm soát được cái nguồn thực phẩm đầu vào của mình. Cho nên vì thế mà dẫn đến việc nếu như chúng ta ăn phải những cái thức ăn, nhất là những cái đồ mà đóng hộp, mà những cái đồ nhựa mà có sẵn ấy, thì rất dễ sẽ dẫn đến việc bị ngộ độc botulinum. Mà theo Phương biết thì hiện nay botulinum để có thể giải được cái độc này thì cần phải nhập khẩu thuốc từ nước ngoài về. Cho nên vì vậy cái việc mà ngộ độc botulinum là rất hiếm. Vì nó hiếm như vậy cho nên những cái bệnh viện lớn ở tại nước ta, cái nguồn dự trữ sẵn thuốc giả của botulinum cũng rất là ít. Vì vậy nếu như chẳng may mà chúng ta ăn phải những thức ăn mà dẫn đến việc ngộ độc như vậy thì việc cấp cứu và việc có thể xử lý tình trạng và để sức khỏe chúng ta ổn định kịp thời cũng rất là khó khăn. Vâng, rõ ràng cái nhận thức của người dân về ngộ độc botulinum là gì? Cái cụm từ botulinum về vi khuẩn Clostridium xuất hiện trong thời gian gần đây cũng đã được các cơ quan truyền thông của chúng ta đề cập đến nhiều hơn. Và rõ ràng là dưới góc độ của người tiêu dùng như chị Khánh Phương hay là quý vị và các bạn thì chúng ta cũng cần phải có một cái góc nhìn đúng đắn hơn. Rõ ràng là ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum thường chỉ xảy ra với những cái loại thực phẩm đóng kín trong môi trường thiếu không khí, tức là những cái loại thực phẩm này có chứa đựng ở trong những cái hộp nè, những cái chai lọ, lon, bao túi, chứ không chỉ riêng là những cái chai nhựa như là chị Khánh Phương đề cập không. Và trong cái điều kiện khi mà chúng ta thấy là thực phẩm đã bị nhiễm khuẩn, nhiễm bẩn rồi, môi trường không được đảm bảo thì sẽ rất là dễ dẫn đến cái tình trạng là vi khuẩn phát triển. Và ngay bây giờ để giúp cho quý vị và các bạn có một cái nhìn toàn cảnh hơn về những cái vụ ngộ độc botulinum trong thời gian vừa qua, mời quý vị hãy cùng đến với ghi nhận sau đây của chúng tôi. Trước những thông tin ngộ độc botulinum trên các phương tiện báo đài, bà Trương Thị Thu Hà hết sức lo lắng cho sức khỏe gia đình. Là một người nội trợ, bà Hà nhìn nhận thực phẩm cần phải ăn chín, uống sôi. Nay trên truyền hình có nói về ngộ độc thực phẩm, là chúng ta nên ăn cái gì là nên tươi sống, mà hai nữa là đóng gói hay kín quá nên xem là nó có bị mất mùi không, có mùi khác lạ là ta không nên ăn. Nên là như bản thân nhà cô đấy, là ăn những cái đồ mà đóng gói sẵn là nhà cô ít ăn lắm, nhà cô tự chế biến nấu lấy. Không riêng gì bà Hà mà trước thông tin sử dụng thực phẩm đóng hộp nếu không đảm bảo an toàn, thực phẩm có nguy cơ ngộ độc botulinum cao nhất. Các bà nội trợ cũng nâng cao cảnh giác trong việc sử dụng thực phẩm an toàn cho gia đình. Cái thứ hai là lo lắng cho sức khỏe. Ăn vào sợ nó nguồn gốc xuất xứ nó không đảm bảo, kể cả đóng gói kỹ càng. Nhưng mà bao bì xuất xứ nó không đúng nơi, đúng chỗ nên là ăn vào cũng nguy hiểm. Lo lắng sức khỏe. Bây giờ ấy, nói thật ra ăn uống bây giờ là phải là vệ sinh an toàn là trên hết. Nhà tôi là ăn cái đồ phải tươi sống. Cứ không mà ăn cái đồ để bảo quản lâu là nhà mình không ăn. Đồ hộp là thực phẩm luôn được ưu tiên sử dụng trong những chuyến đi xa, những lúc bận rộn trong nhịp sống hiện đại do ưu điểm tiện lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên, đã có nhiều bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu trong thời gian vừa qua do dùng thực phẩm đóng hộp kém chất lượng, gióng lên hồi chuông cảnh báo đến những người nội trợ trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn cho gia đình. Vâng, rõ ràng là thông qua những cái sự phỏng vấn vừa rồi của các phóng viên thì chúng ta thấy là dường như là người dân của chúng ta còn rất là mơ hồ về cái độc tố botulinum này. Tôi có một lần cách đây không lâu, những ngày trước đây thì tôi có đi khảo sát cũng như là có đi thực hiện các phóng sự, thì nhiều người dân khi mà được hỏi là các bạn người dân có biết gì về độc tố botulinum thì họ cảm thấy là sau khi cái thông tin vừa rồi được đăng tải trên báo chí truyền hình á, thì họ mặc định là bây giờ ăn giò chả là nguy hiểm bởi vì có thể là bị ngộ độc botulinum. Thế nhưng đây là một cái điều không phải, giò chả chỉ là một trong số rất nhiều những thực phẩm được đóng gói, được bảo quản và nảy sinh cái độc tố này, chứ không phải là ăn cái giò chả thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi độc tố botulinum và khiến cho người ta cảm thấy lo lắng và hoang mang. Thì đây cũng chính là một cái nguyên nhân mà chúng ta cần phải thông tin chính xác đến người dân. Và rõ ràng là trong cái điều kiện thời tiết như hiện nay Khánh Phương có thể thấy là nắng mưa thất thường nè, đặc biệt là khu vực miền Bắc thì trong ngày thời tiết cái khoảng thời gian nắng rất là nhiều, thì cái tình trạng mà thực phẩm nếu như mà không được bảo quản tốt ở trong những cái môi trường kín như là hộp như thế đó thì nó sẽ rất là dễ dẫn đến cái
cái tình trạng là thực phẩm của chúng ta nảy sinh độc tố botulinum. Và các chuyên gia thì cũng đã có rất là nhiều những cái phương pháp để chia sẻ về làm thế nào chúng ta nhận biết được là thực phẩm khi đó là có được nhiễm độc tố hay không, và khi nào là không nhiễm độc tố. Và rõ ràng là bằng mắt thường của chúng ta thì chúng ta cũng có thể là dễ quan sát, có thể là thông qua về màu sắc nè, mùi vị bị biến đổi, thì chắc chắn là chúng ta không nên sử dụng, đúng không chị? Dạ, và Khánh Phương cũng nghĩ là không phải là chúng ta không được ăn, không được sử dụng những cái sản phẩm giống như là giò chả và những cái sản phẩm mà đóng hộp trong những cái chai nhựa hay những là cái lon ấy. Thực ra không phải là chúng ta sợ việc nhiễm botulinum mà chúng ta không ăn, mà chúng ta phải có những cái thông tin thật là chính xác về việc ngộ độc botulinum là như thế nào và thói quen nào khi mà chúng ta bảo quản những thực phẩm mà đóng hộp có sẵn như vậy dễ khiến cho chúng ta bị ngộ độc botulinum là điều mà khán giả nên quan tâm hơn, để chúng ta có thể phòng tránh được những cái rủi ro khiến mình và gia đình bị mắc phải cái việc ngộ độc botulinum. Bởi vì thưa quý vị, không phải dễ dàng mà chúng ta bị ngộ độc botulinum đâu ạ. Ở trên thế giới hiện nay và ngay cả tại Việt Nam luôn, việc ngộ độc botulinum là trường hợp hiếm xảy ra. Bởi vì nó hiếm cho nên những cái bệnh viện công lớn tại nước ta mới nhập khẩu sẵn một cái nguồn thuốc giải botulinum nó rất là ít. Cho nên vì vậy nếu như mà chúng ta cẩn thận thì Khánh Phương nghĩ là chúng ta cũng sẽ không rơi vào những cái trường hợp tương tự giống như trên báo đài vừa nhắc đến trong cái thời gian vừa qua đâu ạ. Và ngay bây giờ thì để cho quý vị có thể có một cái nhìn tổng quan hơn về việc ngộ độc botulinum liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua và những cái thói quen nào của người dân dễ khiến cho chúng ta bị ngộ độc botulinum nhất và chúng ta cần lưu ý điều gì để phòng chất độc này. Mời quý vị hãy cùng theo dõi phần trò chuyện cùng với chúng tôi với chuyên gia ngay bây giờ. Vâng, xin chào tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên ạ. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia phỏng vấn của kênh truyền hình VTC9 ngày hôm nay. Vâng, thưa bác sĩ, liên tiếp các vụ ngộ độc botulinum diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh gần đây thì khiến người dân rất là lo lắng ạ. Vậy thì bác sĩ có thể cho khán giả truyền hình biết rõ hơn là những thực phẩm nào thì dễ nhiễm độc tố này ạ và cơ chế gây ngộ độc là ra sao ạ? Ở Việt Nam cho tới nay chưa có con số tổng kết. Chúng ta gần đây mới chẩn đoán những ca phát hiện ra những ca ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum, rồi một ca duy nhất được phát hiện này là nhiễm độc tố botulinum từ trẻ sữa mẹ. Tuy nhiên thì qua thực tế như vậy, cộng với cái con số ở các nước phát triển với điều kiện chúng tôi ở Việt Nam chúng ta, thì chúng tôi ước tính một năm chắc chúng ta sẽ có khoảng độ tổng cộng các loại nhiễm độc tố botulinum nó khoảng độ có thể vài chục ca hoặc hơn. Tất cả những thực phẩm mà chúng ta bằng các cách thức khác nhau mà gói kín, bao bọc kín, ví dụ như túi ni lông rồi chai lọ hũ hộp vân vân đóng kín, và đặc biệt là để lâu nữa, lâu nhiều ngày thì chắc chắn thì sẽ nguy cơ cao là nó có lẫn, có thể có những trường hợp lẫn một số cái mầm bệnh, cái con vi khuẩn gọi là bào tử ở trong đó, nó trong điều khiếu không khí như vậy nó sẽ phát triển nở ra và tạo thành vi khuẩn bình thường mà nó sinh ra độc tố và ăn vào bị ngộ độc. Vâng, bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn là ngộ độc độc tố botulinum thì nguy hiểm như thế nào không ạ? Độc tố botulinum là những trường rất là nặng, bởi vì đây là một loại độc tố cực độc, nó chỉ một vài nanogram thôi đã có thể gây một nhiễm độc nặng và có thể tử vong. Và cái độc tố nên cái tổn thương cái đường dẫn truyền thần kinh, dây thần kinh, và tổn thương có thể nói là khi nó đã gắn vào thì tổn thương không hồi phục và phải đợi thì nhiều tháng sau cái dây thần kinh, cái bộ chỗ thần kinh đấy nó mới tái tạo lại thì mới có thể hồi phục được. Và trong thời gian đấy thì bệnh nhân cần phải được hỗ trợ hồi sức tích cực, vì nếu không là rất dễ bị tử vong, và tốt nhất là cần được điều trị sớm và xa hơn nữa là phải được phòng bệnh. Vâng, thưa bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn là những thói quen nào của người dân trong cách chế biến cũng như là thói quen ăn thức ăn nhanh thì dễ dẫn tới được ngộ độc độc tố botulinum không ạ? Từ cái điều kiện ở Việt Nam trong một vài năm qua thì chúng ta đã thấy, ví dụ như là những vụ đầu tiên là vụ chúng ta nói là pate minh chay, chính là cái pate được đóng kín trong cái lọ như vậy, và chắc là điều kiện không đảm bảo rồi thì để muốn kinh doanh để được lâu dài, kinh doanh kéo dài. Thế rồi thì những trường hợp mà trong các cái đồng bào miền núi cũng có những trường hợp xa xôi do nguồn thực phẩm hạn chế, rồi điều kiện bảo quản hạn chế. Đấy, những trường hợp ví dụ như là cá rồi chuột vân vân, bà con cũng dùng cá tôm. Thế rồi thì ở miền Nam như chúng ta thấy vừa rồi là nếu là giò mà gói kín, gói trong túi ni lông mà lại để lâu ở ngoài cứ để xong lại kéo dài thì có thể sẽ có nguy cơ. Nói chung là những thực phẩm mà tất cả các dạng thực phẩm khác nhau ở các cái dạng đóng gói kín bằng các cách khác nhau, bao bọc kín bằng cách khác nhau trong điều kiện tức là thiếu không khí, ví dụ như túi ni lông, các loại dạng vỏ kín khác, chai lọ hũ
hũ, chum vại v.v. mà để kéo dài nhiều ngày, xin lỗi, để cả lạnh cũng không đảm bảo đâu, thì sẽ có thể lẫn một vài cái độc tố, cái mầm bệnh vi khuẩn trong đó, trong điều kiện thuận lợi như vậy nó sẽ rất dễ dàng phát triển. Đặc biệt là nếu thiếu độ mặn, không đảm bảo nồng độ muối trên 5%, không đảm bảo độ chua, pH từ 4 trở xuống, rồi thì để kéo dài nhiều ngày thì dẫn tới thì vi khuẩn nó phát triển và nó sinh ra độc tố thôi, và chúng ta ăn vào bị ngộ độc. Bác sĩ thân mến, người Việt Nam thì có những cái thói quen ăn các cái đồ ủ chua giống như là cà muối hay là măng muối hay là sung muối. Vậy thì những cái thói quen này thì có dễ dẫn tới được ngộ độc độc tố botulinum không ạ? Trong điều kiện ở người dân, ở cộng đồng ấy, thì những thức ăn truyền thống như vậy chúng ta thực ra chúng ta vẫn đang làm vẫn về cơ bản được tương đối đúng với những loại mà thức ăn mà về từ rau quả và lên men như vậy. Ý, và thực ra chúng ta để không lâu đâu, phải rõ ràng là đủ độ chua cho mặn đấy. Đấy. Thường những thực phẩm chúng ta cứ thực hiện như thế thì vẫn tương đối an toàn. Đấy. Tuy nhiên có những thực phẩm khác, ví dụ như là những cái loại cá, những loại thực phẩm dạng thịt, những động vật gần mà chúng ta để lên men, để ủ chua mà để nếu không đảm bảo và đủ độ mặn, không đủ mặn, rồi không đủ lên men, mà quá kín chẳng hạn, để lâu nữa thì sẽ có lúc chúng ta sẽ gặp phải tình huống mà sẽ bị ngộ độc. Vâng ạ, một câu hỏi cuối cùng muốn gửi tới bác sĩ. Vậy thì làm thế nào để có thể phòng được ngộ độc độc tố botulinum ạ? Để phòng tránh những trường ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum thì chúng ta có hai việc. Thứ nhất là với các cơ quan quản lý, chúng ta tăng cường các kiểm soát về an toàn thực phẩm. Thì cái này các cơ quan quản lý biết rồi. Thứ hai là đối với người dân. Người dân chúng ta lưu ý là ở điều kiện chúng ta không có điều kiện để tiêu diệt bào tử vi khuẩn. Để tiêu diệt bào tử vi khuẩn là phải nhiệt độ sôi rất lâu, nhiều tiếng đồng hồ. Thời gian giống như đun sôi bánh luộc bánh chưng thì mới có thể tiêu diệt bào tử. Rồi điều kiện áp suất lớn là thế người dân chúng ta không có. Vậy thì bằng cách nào để phòng tránh? Thứ nhất, chúng ta bà con chúng ta tuân thủ nguyên tắc là sử dụng các thực phẩm tươi sống mới. Thứ hai là cũng ưu tiên nguyên tắc ăn chín uống sôi. Mới nấu xong chứ chế biến sôi xong, chín xong ăn sớm. Thứ hai, nếu chúng ta để lâu, chúng ta hãy đun nấu sôi chín lại kỹ sau đó chúng ăn thì chúng ta sẽ không bị ngộ độc thực phẩm vào cái nồi. Thế còn những trường mà chúng ta phải để lâu, lưu ý thì hãy để trong một thời gian nhất định thôi. Và chúng ta rất hạn chế sử dụng các cách thức để gói kín, đóng kín thực phẩm bằng rất nhiều các cách khác nhau. Ví dụ như là túi bao, túi ni lông bọc kín, chai lọ, hũ, chum vân vân các thứ, nút kín, đóng kín như vậy. Và đặc biệt là để trong điều kiện nó không đủ độ mặn, không quá 5% muối, rồi không đủ độ chua, pH không đủ 4 trở xuống, rồi các cái điều kiện không đủ lạnh, vân vân. Rồi thời gian là lâu quá, kéo dài nhiều ngày thì rất dễ nhiễm cái vi khuẩn nó phát triển, cái bào tử nó nở ra, nó phát triển thành vi khuẩn, tạo ra độc tố và sẽ chúng ta ăn phải sẽ bị ngộ độc. Và lưu ý là cố gắng hạn chế những phương cách như vậy và chúng ta để thức ăn trong thời gian ngắn nhất, tốt nhất 1-2 ngày thôi, không để lâu quá, nên sẽ tránh được cái hiện tượng ngộ độc. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của bác sĩ ạ.